Vừa may chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, đây là cái mặt hoa của cúc Tây Thi nha cả nhà. Thì mấy hôm nay mọi người hỏi em là cái cúc Tây Thi hoa có đẹp hay không, thì hôm nay hoa nó đã nở rồi. Thì em xin được giới thiệu với cả nhà, đây là cái mặt hoa cúc Tây Thi nha. Thì hoa này nó nở chùm cả nhà, một nụ thì nó nở ra rất là nhiều bông như thế này đây. Và cái cây này hoa cũng rất là to nha, hoa rất là to. Đây em sẽ lấy cho cả nhà xem nha, bốn ngón tay của em á, cái bông này nó bích bằng hình luôn cả nhà. Cánh thì tầm khoảng hai mấy đến ba mấy cánh nha. Đây nó hoa rất là to, và đặc biệt là cây này phát triển cũng rất là khỏe nha cả nhà. Thì bên em cũng có giao lưu một số cái cây giống về cúc Tây Thi, nếu mà ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Đây đặc biệt là hoa nó nở chùm nha cả nhà, nở chùm hoa rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đó, đây hoa đây là cúc Tây Thi nha. Đây em sẽ quay cái độ phùng cho cả nhà xem ha. Đó, đây nó nở chùm nha, một nụ của nó thì ra rất là nhiều bông. Rồi đó cả nhà nhìn thấy ha, hoa rất là to nha cả nhà. Rồi thì tiếp tục thì em xin được giới thiệu một cái số giống mai bên vườn mai nhà em nữa nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy tham quan cùng em, và nếu mà ai có cái nhu cầu về cái giống mai ở bên vườn mẹ em á, thì xin hãy mời cả nhà hãy cùng em hãy tham quan cái vườn em nha. Và đây là cái cây giảo nu xù đây cả nhà. Thì hôm đó nay em đang giới thiệu với cả nhà là nu xù ha. Cây hôm nay em sẽ quay cái cây lớn cho cả nhà xem nha. Nu xù như thế nào cả nhà. Đây nó ghép chỗ nào nu chỗ đó, và ghép chỗ nào nó sẽ xù chỗ đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đây là ngay chỗ mắt ghép nha cả nhà. Đó, nó u lên như thế này nè. Thì thích hợp cho chúng ta trồng ghép những cái cây mai mà bị lỗi cả nhà. Ví dụ như nó bị lỗi cái chỗ này, nó lởm vô, thì chúng ta ghép nó sẽ lòi lên và xù ra như thế này. Nó sẽ bít những cái lỗi của những cái cây ha, hoặc là những cái cây suy cả nhà. Thì ghép nó cũng lòi lên như thế này đây. Đó, vừa nu vừa xù cả nhà. Đó, cây rất là nhiệt. Đặc biệt là những cái nhánh này rất là mập cả nhà. Cây rất là mập, rất là khỏe ha. Đây em gọi cho cả nhà xem thêm nha. Đó, ghép chỗ nào nu chỗ đó đây, ghép chỗ nào xù chỗ đó ha. Rồi, rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đẹp. Thì cái này mấy hôm nay thì em cũng có giao lưu cái cây giống á. Xin mời cả nhà hãy xem ha, và ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Đó, đây là ghép chỗ nào nu chỗ đó nha. Đây mấy cái mắt ghép này nè, cái này là ghép mới ghép, còn dây ghép mà nó còn nu vậy nè cả nhà. Còn nếu mà ghép lâu chút nữa thì nó sẽ nu xù lên rất là đẹp luôn nha. Rồi và xin mời cả nhà tiếp tục đi vào tham quan vườn mai của em nữa nha. Rất là nhiều giống mai, cũng gần Tết rồi thì hoa cũng có một số nó nở rất là đẹp đó nha. Đây đó, những cái cây nhỏ nhưng mà nó nở hoa rất là đẹp nha. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Hoa đẹp lắm, hoa rất là to và rất là đẹp luôn, màu rực rỡ sáng trưng luôn cả nhà, nhìn thấy ha. Đó là một cái số giống mai bên vườn mai nhà em nha. Bên em thì cung cấp rất là nhiều giống cả nhà. Đây rồi thêm một cái giống mai nữa. Đó chính là cúc tư long cả nhà. Đó, cúc tư long thì hoa rất là to nha, hoa to lắm. Cái cây này là cái cây gốc nhớt nhỏ thôi mà mọi người nhìn thấy cái hoa nè, nó bít cái màn hình em luôn á, hoa chùm cúc tư long ha. Thì bên vườn mai nhà em cũng có giao lưu với cúc tư long, mà giá chỉ có 70.000 một cây thôi nha. Nếu mà ai mua 3 cây em cũng bao phí ship cho cả nhà luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy hai cái bông mà nó bít màn hình em luôn cả nhà. Đây là cúc tư long ha. Rồi, xin mời mọi người tiếp tục ngắm thêm hoa nữa nha. Đó là hoa cúc bảy tầng cả nhà. Đây cúc bảy tầng, hoa nở rất là dễ thương cả nhà ơi. Đó, đây. Rất là đẹp, cái độ phùng của nó rất là đẹp cả nhà. Đó. Đây là giống cúc bảy tầng nha. Cúc bảy tầng thì hoa này cũng rất là to, tuy nhiên thì cái này là cây ghép gốc nhớt, cái gốc nhỏ xíu như thế này nó nở cho nên là nó cũng không đủ sức nha cả nhà. Nhưng mà hoa nó cũng rất là đẹp đây. Đó, đây là cúc bảy tầng hay còn gọi là cúc tiên ong ha. Thì bên em cũng có cung cấp cây giống là giá 250.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà tiếp tục tham quan nha. Rồi, ở bên đây xin mời cả nhà ngắm đây là hoa mai cúc thọ hương nha cả nhà. Cúc thọ hương ha. Cúc thọ hương thì bên đây đây, bên đây có hoa nở rất nhiều nè. Đây, hoa này là hoa cúc thọ hương nha. Nó, hoa cúc thọ hương nở rất là đẹp cả nhà. Hoa cũng to lắm luôn. Và đặc biệt là thọ hương nó nở chùm nha. Cái này là chỉ là hoa gió thôi, nó cũng nở chùm luôn á. Này
Rồi đây, đây là cúc thọ hương ha. Cúc thọ hương nha cả nhà. Rồi, tiếp tục xin mời cả nhà hãy giới thiệu với cả nhà, đây là cái giống mai dảo Phú Tân nữa nha. Đây là dảo Phú Tân ha. Đây là giống dảo Phú Tân nha. Trời ơi, là đây là một cái giống. Đây là cái giống mai rất là sinh trưởng, rất là khỏe cả nhà. Và đặc biệt nó có một cái ưu điểm, đó là nó đặc biệt là nó chịu lạnh rất là tốt luôn. Đây là dảo Phú Tân, và đặc biệt cái lô này rễ thì cũng rất là đẹp nha cả nhà. Xử lý rễ đẹp lắm. Cây cao tầm khoảng 5 tấc hết rồi cả nhà. 5 tấc hết rồi. Cũng đã có cành nhánh ha. Thì lô này em bán với giá chỉ có 80.000 một cây thôi nha. Đây, 80.000 một cây đây. Cây rất là tốt và khỏe nha cả nhà. 80.000 một cây. 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển, và đặc biệt chương trình tri ân khách hàng thì mua 10 em sẽ tặng 1 nha. Rồi đây, đây em giới thiệu với cả nhà nha. Rễ đây, rễ xử lý rất là đẹp cả nhà. Cây nào cũng uống rễ hết nha. Và đặc biệt lâu lâu em mới có cái lô dạ Phú Tân lớn như thế này cả nhà. Cái này thích hợp cho ai lấy bo á. Ai lấy bo thì rất là nhiều bo luôn ha. Bởi vì em để nó dài lắm, nó cao khoảng 50cm trở lên hết. Lấy bo rất là dễ nha. Rồi tiếp tục một cái giống mai bên vườn mai nhà em nữa. Đó chính là cúc nhị đỏ nha. Cúc nhị đỏ nha cả nhà. Thì cúc nhị đỏ thì nó nổi tiếng là hoa nó to nha. Hoa nó to y như cúc tư long vậy đó. Đây em sẽ quay một số cây giống cho cả nhà xem nha. Rồi. Và đó, cái cúc nhị đỏ thì em cũng xin giới thiệu thêm một cái tên nữa. Đó là nó có một cái tên, đó là cúc lai vip nha cả nhà. Thì mọi người cũng có người gọi là cúc nhị đỏ, và cũng có người gọi là cúc lai vip. Thì thật ra hai giống này nó là một tên nha. Đó là một giống luôn. Đây rễ, rễ thì bên vườn mai nhà em xử lý rễ rất là đẹp cả nhà. Cây nào cũng xử lý rễ hết nha. Cái lô cúc nhị đỏ này cao khoảng 2 tấc mấy, 3 đến 3 tấc nha cả nhà. Thì cái lô nhị đỏ này em cũng bán với giá là 100.000 một cây luôn nha. Nếu 3 cây em cũng bao phí vận chuyển luôn. Đó, rễ là có lò xo đứng, lò xo nằm, đủ kiểu đủ loại hết nha cả nhà. Đó, cây rất là tốt. Cái này về chúng ta lấy bo được liền luôn rồi đó. Đây là cúc nhị đỏ hay còn gọi là cúc lai vip nha cả nhà, với giá chỉ có 100.000 một cây nha. Rồi thêm một giống mai nữa, một cái giống mai cực kỳ sinh trưởng rất là mạnh, và đặc biệt là cực kỳ dễ trồng, dễ nuôi, dễ chăm sóc nha cả nhà. Và nó có một cái hương thơm rất là thơm luôn, em nghe rất là thơm cả nhà. Thì bây giờ em sẽ có một cái cây đang lãi lá để cho mọi người biết cái mặt hoa. Hôm trước thì em cũng có giới thiệu cái mặt hoa rồi cả nhà. Hoa rất là đẹp, hình parabol ha. Và đặc biệt hoa rất là thơm, nở chùm. Nhưng mà cái ưu điểm của nó rất là dễ chăm sóc, đặc biệt là thích hợp cho những ai mà mới biết chơi mai cả nhà. Thì chăm cũng rất là dễ luôn. Đây là cây mai em chuẩn bị lãi lá để cho mọi người xem mặt hoa. Mọi người nhìn thấy một cái nụ hoa thôi thì nó ra một chùm nha cả nhà. Nó nở chùm không luôn. Đây cả nhà nhìn thấy nè, rất là nhiều nụ luôn. Chỉ có một nụ nhỏ như thế này nè cả nhà, mà nó ra một chùm như thế này. Thì rất là đẹp cả nhà. Nó nở một cái là rực cây luôn ha. Đó. Mọi người nhìn thấy nó đỡ nở rất là đều nha. Nó bung rất là đều. Bởi vậy thì nó có một cái ưu điểm là vừa dễ chăm sóc, dễ xử lý hoa nữa cả nhà. Cho nên là cái giống này hiện tại đang rất là được là mọi người yêu chuộng ha. Đó đây nè, cả nhà nhìn thấy nở chùm không luôn nha. Nở chùm luôn cả nhà. Đó, nó chuẩn bị nè. Mà nó bung đều rang luôn á. Bung đều lắm luôn, không nín một nụ nào luôn cả nhà. Đó, rất là dễ xử lý hoa nha. Thích hợp cho những ai thích mới biết chơi mai, mới tập chơi mai thì cũng rất là phù hợp luôn ha. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu sang cây nha. Cây thì mọi người thấy nè. Đó, em quay thôi mọi người đã biết cái độ phát triển của nó như thế nào rồi ha. Rất là dễ chăm. Thì đặc biệt là cái lô này em để nó dài như thế này để cho mọi người lấy bo ha. Lấy bo rất là nhiều. Cây cao tầm khoảng 50 đến 60 cả nhà. Mọi người nhìn thấy cái cọng của nó nè, rất là mập luôn, mập lù luôn á. Đây em sẽ đo gang tay cho cả nhà nha. 3 gang tay cả nhà, 3 gang tay của em đi lên hết.
Đó, đây. Rồi, cây nào cũng xử lý rễ rất là đẹp nha. Xử lý rễ rất là đẹp, cây nào cũng dày hết. Và cái độ phát triển và cây rất là mập nha. Đó, cái lô này thì Giảo Lai em bán với giá là 100.000 một cây nha. Ba cây em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và đặc biệt chương trình tri ân khách hàng bên vườn mai nhà em á, thì mua 10 cây em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Đó, đây là những cái giống mai cực kỳ phát triển mạnh bên vườn mai nhà em nha. Rồi, và xin mời tiếp tục cả nhà hãy cùng theo chân em. Em thêm giới thiệu thêm một số cây mai bên vườn mai nhà em nữa nha. Đây, ngoài những cái cây đó thì bên em có cái mai lá ngọc cành vàng nữa cả nhà. Lá ngọc cành vàng thì cái giới thiệu với cả nhà là khi non nó sẽ lá màu vàng. Và đặc biệt chúng ta để ngoài nắng thì nó sẽ màu vàng rất là đẹp nha. Đó, đây. Nhưng mà khi già thì nó sẽ là màu xanh nha cả nhà, chứ không phải là bán không đúng giống nha, cho nên cả nhà lưu ý giúp em ha. Nhưng mà những cái cây này là chúng ta về lấy bo được liền luôn á cả nhà. Rồi, lá ngọc cành vàng này thì em bán với giá là 80.000 một cây nha. Ai lấy 3 cây thì em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây. Rồi, xin mời tiếp tục cùng em đi tiếp tục những cái giống mai bên vườn mai nhà em nha. Rồi, đây, xin giới thiệu với cả nhà. Ngoài những cái mọi người thì sưu tầm những cái loại mai hoa mai màu vàng, thì bên vườn mai nhà em vẫn có cung cấp cái loại cúc màu cam. Nếu mà ai muốn sưu tầm thêm một cái giống mai mới nữa, đó là cái màu mới, đó chính là cam cà rốt, thì bên em cũng có nha. Thì cái lô này em cũng để rất là dài cho cả nhà chăm sóc, cho cả nhà lấy bo đây. Nó cây cao tầm khoảng 30, 40, 50 cũng có luôn nha. Rễ thì cây nào cũng xử lý rễ hết nha cả nhà. Bên vườn mai nhà em quá nhiều cho nên là thật ra em cũng không có mô rễ nữa, chứ rễ cây nào cũng xử lý rễ hết nha. Đó, cả nhà nhìn thấy cây rất là phát triển, rất là mạnh nè. Em để dài như thế này để chúng ta về lấy bo được liền luôn nha. Rồi, cái lô cúc cam này thì em bán với giá là 100.000 một cây nha. Ai lấy 3 cây em cũng bao phí ship luôn. Và đặc biệt là nếu mà ai lấy mỗi loại một cây thì tính nếu gộp lại 3 cây em vẫn bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, ngoài cái cúc cam thì bên em có giới thiệu với cả nhà đó là một cái giống nữa, đó là cúc đỏ xanh, của cúc đỏ xanh nha. Cúc đỏ xanh hoa rất là đẹp cả nhà. Hoa to thì cái clip hôm trước thì em cũng có cái mặt hoa của cúc đỏ xanh để giới thiệu với cả nhà đó. Và đặc biệt là được sự ưu ái của mọi người thì cái giống cúc đỏ xanh này hiện nay cũng rất là bán chạy luôn ha. Đây. Rồi, đây, rất là chạy nha cả nhà. Đó, đây em sẽ quay sơ lược cho cả nhà. Những cái cây này toàn là những cái cây giống phát triển mạnh, sức đề kháng tốt, kháng bệnh, kháng sâu bệnh ha. Cho nên là mọi người nhìn thấy em nuôi rất là tốt luôn nè. Cái này em để đại nó dài ra cho mọi người lấy bo nha. Đó, đây, cây cao tầm khoảng 50 hết rồi cả nhà. Rễ thì xử lý rễ hết. Cây nào cũng quấn cuộn hết nha. Có lò xo, có rễ nơm, có tổ chim, đủ loại hết cả nhà. Đây, lò xo này lò xo đứng này, rồi có lò xo nào rất là nhiều ha. Thì cây này rất là mập cả nhà, mọi người nhìn thấy cây mập lù luôn á. Nó như thế này đây. Rồi, cái cây này á thì em bán với giá 100.000 một cây luôn nha cả nhà. 100.000 một cây, 3 cây em vẫn bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn, và đặc biệt là 10 em sẽ tặng một nha. Ngoài những cúc đỏ xanh, rồi lá ngọc cành vàng với lá vàng, thì bên vườn mai nhà em vẫn có cung cấp cho cả nhà một cái giống mai nữa, đó chính là cúc đợt đỏ. Nếu ai muốn, ai vui, ai thích thì hãy sưu tầm cho mình một cái bộ combo vừa đợt xanh, vừa đợt vàng, vừa đợt đỏ và cúc cam luôn nha cả nhà. Đây là cúc cam. Thì giống cúc cam này cao khoảng 2 tấc mấy đến 3 tấc nha. Cây... Đây là cúc đợt đỏ nha cả nhà. Cúc đợt đỏ cao khoảng 1 gan tay hơn, có cây 2 gan tay thì tầm khoảng 3 tấc đi lên nha. Đây cả nhà nhìn thấy nè, vừa chơi lá vừa chơi hoa luôn nha. Đây là cúc đợt đỏ ha. Đó, cái đợt ra màu non đỏ rất là đẹp cả nhà. Đây, em quay cho cả nhà xem nha. Cúc đợt đỏ. Và đặc biệt hoa của cúc đợt đỏ cũng rất là đẹp luôn nha. Tầm khoảng 20 mấy cánh trở lên ha. Thì cây này em bán cũng có giá là 100.000 một cây thôi nha cả nhà. Nếu ai lấy 3 cây em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha.
Rồi, thì vừa lúc nãy em có giới thiệu với cả nhà về cái mặt hoa của cúc tây thi á cả nhà. Thì bên em cũng có cung cấp giống cúc tây thi nha. Cúc tây thi này cao khoảng 1 gang tay hơn ha. Cây nó cũng có rất là khỏe, cây nó cũng mập lắm. Thì cái cây này em bán với giá là 250 một cặp nha. Ba cây em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rồi đây. Đó. Đây là giống cúc tây thi nha. Đây là cúc độc đỏ đây. Rồi, và hồi nãy thì em có giới thiệu mặt hoa với cả nhà, đó là cái cúc 7 tầng. Thì em cũng có giao lưu với cả nhà cúc 7 tầng nha cả nhà. Cúc 7 tầng thì 250 một cặp nha. 250 một cặp, nếu mà lấy một cặp thì em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây, tiếp một giống nữa nha cả nhà, đó chính là giống cúc phượng hoàng nha. Cúc phượng hoàng thì hoa của nó cũng rất là đẹp cả nhà, cây cao thì khoảng 1 gang tay của em hơn ha. Thì cái lô này thì em bán với giá là 250.000 một cặp nha. Ai lấy một cặp thì em cũng bao phí vận chuyển luôn ha. Nói chung là cây nó cũng chưa cao lắm cả nhà, nó khoảng hơn gang tay em xíu thôi. Đây thì số lượng thì cũng không có nhiều ha, 250.000 một cặp. Ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Rồi, xin mời cả nhà tham quan lại vườn mai của em ha. Rồi, mọi người thích giống nào thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà.